Bài viết này đánh giá cơ hội và thách thức đối với đội tuyển nữ Việt Nam tại World Cup 2023. Theo đánh giá từ siêu máy tính của tờ Stats New Zealand, cơ hội để đội tuyển nữ Việt Nam vượt qua vòng bảng chỉ là 6%. Đội quân của huấn luyện viên Mai Đức Chung phải đối mặt với các đối thủ mạnh như Mỹ, Hà Lan và Bồ Đào Nha. Mặc dù đã thua 0-9 trong trận giao hữu với Tây Ban Nha, nhưng đội tuyển nữ Việt Nam không chỉ tham gia World Cup để vui chơi. Mỗi tuyển thủ có khát khao riêng trong cuộc chạm trán với biển lớn. Các đội bóng mạnh đều mơ về chức vô địch World Cup, trong khi đối với Việt Nam, ghi bàn thắng đầu tiên và giành điểm số đầu tiên đã được xem là thành công. Ngoài việc thi đấu, World Cup 2023 còn là cơ hội để các tuyển thủ nữ Việt Nam xuất ngoại. Huỳnh như là một tấm gương lôi cuốn khi khẳng định mình trong màu áo lang FC ở giải vô địch nữ Bồ Đào Nha mùa giải vừa qua, với 7 bàn thắng và 5 đường kiến tạo thành bàn sau 13 trận ra sân. Điều này cho thấy cầu thủ nữ Việt Nam có khả năng xuất ngoại và chinh phục những thử thách ở châu Âu. World Cup 2023 đem đến những cơ hội và thách thức thú vị cho đội tuyển nữ Việt Nam, và việc ghi dấu ấn cá nhân cũng như vượt qua các rào cản sẽ giúp tạo nên một bước ngoặt đáng nhớ trong sự nghiệp của các cầu thủ nữ nước nhà.